sáng, công nghệ chín, trải nghiệm nghề nghiệp, lắp đặt mạng điện trong nhà, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Và giáo án này do các thầy cô của kênh Giáo viên Biên soạn. Như trên màn hình, chúng ta có thể thấy giáo án của bài 7, một số ngành nghề liên quan đến lắp đặt mạng điện trong nhà. Nội dung giáo án sẽ có những phần như sau. Thank you.
giáo án của bài 7. Những bài còn lại trong chương trình môn công nghệ 9, trải nghiệm nghề nghiệp, lắp đặt mạng điện trong nhà, xây kết nối trí thức với cuộc sống đều được soạn chi tiết, đầy đủ theo mẫu như trên. Giáo án khi tải về là giáo án bản Word, do đó thầy cô có thể dễ dàng chỉnh sửa. Để soạn được giáo án này, nhóm giáo viên mất khá nhiều thời gian và công sức, do vậy giáo án có mức phí. Ngoài ra, chúng tôi có đầy đủ giáo án các môn của bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều, cũng như có đủ tài liệu giảng dạy từ cấp 1 tới cấp 3. Nếu quý thầy cô quan tâm, vui lòng liên hệ theo số Zalo trên màn hình hoặc truy cập vào website kênh giáo viên.com.